Thưa quý vị và các bạn, mới đây phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phải tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, xây dựng các cơ chế, quy định để phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để bị chi phối bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách lồng ghép lợi ích nhóm lợi ích cục bộ nhấn mạnh nhiệm vụ cần tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng pháp luật chủ tịch quốc hội yêu cầu ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ tăng cường các phiên họp chuyên đề xây dựng luận bố trí thời gian phù hợp để thảo luận xem xét kỹ lưỡng tổ chức các hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách đổi mới cách thức lấy ý kiến nhân dân ý kiến chuyên gia theo số liệu từ hệ thống đăng ký xét tuyển đại học của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì năm nay có gần 35% thí sinh không đạt nguyện vọng xét tuyển đại học. Thực tế này đã khẳng định sự phân luồng, hướng nghiệp theo đúng thực lực của học sinh đã phát huy hiệu quả. Có hai lý do khiến cho tỷ lệ thí sinh không tham gia xét tuyển đại học năm 2022 tăng. Thứ nhất là tổng số thí sinh năm nay thấp hơn năm 2021. Bên cạnh đó là do dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, số lượng thí sinh đi du học năm 2022 nhiều hơn so với năm 2021. Thứ hai là nếu những năm trước thí sinh thoải mái đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi chưa biết kết quả kỳ kế thi tốt nghiệp phổ thông, thì năm nay thí sinh đạt nguyện vọng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học thông, khiến những thí sinh có điểm thi tốt nghiệp phổ thông thấp chủ động không tham gia xét tuyển đại học. Lãnh đạo phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tiếp nhận hồ sơ và toàn bộ tăng vật hơn chục tấn cám mì để đưa giám định. Nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Giang về hành vi sản xuất hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi. Bất ngờ kiểm tra một chiếc xe tải đang nhận hàng tại một doanh nghiệp ở xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, đội quản lý thị trường số 4 của quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế phát hiện có một số lao động đang tháo chỉ các bao cắm mì của nhà sản xuất chính hãng, sau đó đưa vào máy phối trộn với một loại nguyên liệu bột trắng đóng trong bao không có nhãn hàng hóa, rồi đóng lại vào bao cá mới với nhiều thông tin trùng khớp với vỏ bao ban đầu của nhà sản xuất. Quá trình kiểm tra cơ quan chức năng xác định số bột trắng trên là bột đá. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có dấu hiệu sản xuất thức ăn chăn nuôi giả với tính chất phức tạp khi doanh nghiệp đã sử dụng bột đá để trộn lẫn với cá mì nhằm tăng trọng lượng rồi đưa ra thị trường bán kiếm lời. Thưa quý vị và các bạn, hai ngày qua, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai bị hạn chế do phát hiện ca nhiễm COVID-19 là lái xe trung chuyển. Do thiếu lái xe trung chuyển nên số lượng hàng hóa được thông quan giảm xuống chỉ bằng 1 phần 3 so với thời điểm trước đó. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu chiếm tới 80%, gồm rau củ quả hàng tiêu dùng, hóa chất thiết bị. Riêng mặt hàng trái cây tươi mỗi ngày chỉ xuất được vài xe, chủ yếu là thanh long, chuối. Hiện phía Trung Quốc đã cơ cấu lại được đội ngũ lái xe trung chuyển. Tỉnh Lào Cai cũng đã tích cực kết nối với các phía Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn. Dự kiến trong vài ngày tới, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ trở lại bình thường. Tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, chỉ trong 2 tuần đã tiếp nhận điều trị cho 20 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng do tắc ruột. Đáng chú ý là trước đó các bệnh nhân đều ăn nhiều các thực phẩm như măng tươi, măng khô, mít hay là ổi. Đây là thực phẩm có nhiều chất xơ được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên nếu ăn không đúng cách, những thực phẩm này có thể gây ra nhiều nguy cơ cho sức khỏe trong đó có tắc ruột nếu dùng không đúng cách. Tắc ruột non là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp và nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột do ứ động bã thức ăn có thể gây biến chứng như hoại tử ruột, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân dẫn tới tử vong. Đề phòng nguy cơ tạo khối bã thức ăn đường tiêu hóa đặc biệt ở người cao tuổi. Người dân cần lưu ý thức ăn phải nấu chín, ninh nhừ, nhai kỹ khi ăn.